Vâng, có thể thấy âm hưởng của bài hát Như Có Bác Trong Ngày Vui Vẻ Đại Thắng mà chúng ta vừa được nghe. Thì cá nhân tôi cũng như là chị Vân Trang, những hậu bối sinh ra trong thời kỳ đất nước đã giải phóng nhưng mà cũng đều có những cảm giác như được sống cùng với những ký ức hào hùng đó. Còn với những ngày này thì người dân cả nước cũng đang nghe theo lời kêu gọi của chính phủ đoàn kết cùng nhau đánh giặc. Và giặc ở đây chính là dịch Covid-19 đang hoành hành trên khắp nơi trên thế giới. Và đội ngũ y bác sĩ chính là những chiến sĩ ở tuyến đầu. Và để thể hiện sự biết ơn với đội ngũ y bác sĩ nói riêng và các lực lượng chống dịch nói chung, một bài hát từ tác giả, ca sĩ thể hiện đến dàn dựng hình ảnh đều là những người đang công tác tại kênh truyền hình VTC14 đã được ra đời. Bài hát thể hiện ý nghĩa và tư tưởng của niềm tin, sự khích lệ để cả nước chung tay chống dịch. Vâng ạ, với những ca từ rất giản dị mộc mạc, nói lên cái lòng dân, ý đảng vẹn toàn và không bỏ lại ai ở lại phía sau. Và đã được quốc tế công nhận như là câu hát trong bài hát này, nhân dân ta chống corona. Quốc tế cùng ngợi ca, vang câu ca vững tin vươn xa chiến thắng corona. Và mời quý vị hãy cùng lan tỏa thông điệp qua ca khúc Tổ quốc cần chúng ta, cùng chúng tôi và những người chiến sĩ trên mặt trận chống dịch Covid-19. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đại dịch tràn lan, Việt Nam chung sức chung lòng. Chiến sĩ ta ăn rừng ngủ bùn, lạnh rát căm phòng dịch biên giới. Cô y ta cùng tình nguyện viên ngày đêm thao thức tuyến đầu, đeo khẩu trang vết hằn trên mặt. Ta chung tay, Tổ quốc cần chúng ta. Trách nhiệm cộng đồng, ta chung tay, Tổ quốc cần chúng ta. Ta chung tay, Tổ quốc cần chúng ta.